Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình địa phương trên đường phát triển. Thưa quý vị, là trung tâm của tỉnh Lỵ Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa là nơi tập trung những cơ quan đầu não của tỉnh ở nhiều lĩnh vực. Riêng với lĩnh vực văn hóa thể thao thì tại thành phố Bà Rịa là nơi đứng chân của trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh, đoàn ca múa nhạc tỉnh. Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu lấy sân vận động Bà Rịa làm đại bản doanh. Bà Rịa cũng đang được quy hoạch để xây dựng trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao của tỉnh trong tương lai. Không chỉ tập trung những hạt nhân của ngành văn hóa và thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa cũng đã và đang nỗ lực để xây dựng phát triển phong trào văn hóa thể thao của thành phố. Nỗ lực để xứng tầm trung tâm văn hóa thể thao của tỉnh là ghi nhận mà chương trình địa phương trên đường phát triển hôm nay với điểm đến là thành phố Bà Rịa sẽ chuyển đến quý vị. Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những công trình được xây dựng trong thời điểm kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Tọa lạc ở tuyến phố 27 tháng 4, tuyến trung tâm nội thị và trải rộng trên diện tích gần 3 hectare. Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh có khu dành cho thiếu nhi, nhà văn hóa đại chúng, khối câu lạc bộ năng khiếu. Đi vào hoạt động tháng 11 năm 2011, trung tâm thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô cấp tỉnh và quốc gia. Tại trung tâm còn diễn ra nhiều loại hình văn hóa như triển lãm hoa kiển, biểu diễn lân sư rồng, là nơi đào tạo rèn luyện năng khiếu nghệ thuật, thể thao, thu hút đông đảo người dân thành phố Bà Rịa và các địa phương lân cận. Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt chính sách xã hội hóa, công suất khối phòng chức năng và hạ tầng cơ sở của trung tâm được phát huy đến 98%. Trung tâm hiện có 24 câu lạc bộ năng khiếu văn hóa nghệ thuật thể thao hoạt động thường xuyên. Câu lạc bộ của mình thành lập được khoảng 5 năm, hiện tại có 50 học viên và các em đều có sự đam mê và có năng khiếu về bộ môn này nên các em tham gia rất là hào hứng. Thưa quý vị, đây là lớp học nhảy Dance Sport dành cho các em nhỏ tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Như quý vị có thể thấy, các em nhỏ ở đây rất tài năng và nhìn vào những hình ảnh như thế này, chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có những vận động viên Dance Sport có thể thi đấu ở các giải Dance Sport chuyên nghiệp trong nước và quốc tế để mang vinh quang về cho Bà Rịa Vũng Tàu. Thư viện tỉnh cũng là công trình văn hóa lớn. Ngôi nhà tri thức của cộng đồng được xây dựng tại thành phố Bà Rịa từ năm 2007. Thư viện ngày càng trở thành điểm sinh hoạt văn hóa thân quen của nhiều thành phần, lứa tuổi, nhất là giới trẻ, với 1.517 bạn đọc đã được cấp thẻ. Đến thư viện, bạn đọc không chỉ tận hưởng không gian đọc, đúng nghĩa, thế giới sách đa dạng, phong phú, mà còn được tiếp cận với các phương tiện khai thác, kết nối thông tin tiên tiến. Bên cạnh kho tài liệu dồi dào, đội ngũ cán bộ thư viện tỉnh còn triển khai nhiều chương trình hoạt động để thu hút ngày càng nhiều bạn đọc đến thư viện. Ở đây thì thư viện là toàn là những người trẻ, người năng động và sáng tạo không thôi. Thì mấy chị khi mà người đọc bạn đọc tới đây thì luôn luôn được hướng dẫn rất là nhiệt tình, tận tâm và hướng dẫn làm thẻ, hướng dẫn mượn sách. Và nói chung là khi mà mình tới, mình không nghĩ là tới là một cái cơ quan nhà nước nữa, mà giống như là đến nhà một người bạn của mình vậy đó, thì rất là cảm thấy thoải mái. Sân vận động Bà Rịa là công trình xã hội hóa, được công ty cổ phần bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu cải tạo từ cuối năm 2017 và được xếp trong top 3 sân vận động đẹp nhất Việt Nam. Sân vận động có đầy đủ phòng chức năng, tiện nghi. Trong 4 khán đài thì khu vực khán đài A và khán đài B được lắp ghế ngồi toàn bộ. Đặc biệt, mặt sân cỏ đạt tiêu chuẩn AFC. Trong hai mùa giải 2018 và 2019, sân vận động Bà Rịa là sân đấu giải bóng đá hạng nhì quốc gia của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Tháng 5 năm 2019, tại đây cũng đã diễn ra giải bóng đá U15 quốc tế với sự tham dự của 4 đội Việt Nam, Myanmar, Hàn Quốc và Nga.
Thưa quý vị, ngoài các công trình văn hóa nghệ thuật thể thao cấp tỉnh thì những công trình văn hóa nghệ thuật thể thao cấp thành phố, cấp xã phường tại thành phố Bà Rịa cũng là những địa điểm quen thuộc được người dân thành phố Bà Rịa thường xuyên đến để tập luyện, rèn luyện sức khỏe cũng như nuôi dưỡng niềm đam mê. Hiện tại tôi đang có mặt tại nhà thi đấu thành phố Bà Rịa, có rất đông người dân thành phố Bà Rịa ở các mọi thành phần lứa tuổi đến đây để rèn luyện sức khỏe như quý vị có thể thấy. Với hệ thống nhà văn hóa thể thao tuyến cơ sở, thành phố Bà Rịa dành mức đầu tư rất lớn. Nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Bà Rịa nằm ở phường Phước Nguyên có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Trong đó có nhà thi đấu bóng chuyền, cầu lông, sức chứa hơn 2.000 người cùng 2 hồ bơi, 2 sân quần vợt, 2 sân bóng đá mini, 2 sân bóng rổ. Có cơ sở vật chất khang trang, từ nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Bà Rịa đã hình thành nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm thể thao. Đây cũng là nơi thường xuyên tổ chức các giải đấu thể thao cấp thành phố và cấp tỉnh. Năm 2019, 21 giải đấu hội thao của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa được tổ chức tại đây, thu hút gần 5.000 lượt vận động viên và cổ động viên. Em thường hay đến nhà thi đấu Bà Rịa để chơi môn bóng rổ và em thấy đây là một nơi rất là đông và mọi người lên đến đây để trao dồi và tập luyện sức khỏe hàng ngày. Nhà thi đấu là có cái hồ bơi này là tạo điều kiện cho bà con nhân dân Bà Rịa là tham gia tập luyện bơi lội rất là tốt, đặc biệt là cho các em nhỏ mà trong cái độ tuổi cấp 1, cấp 2, cấp 3 là được học bơi và phòng chống đuối nước, cũng như là hàng năm là có một số em là có thể là bơi tốt, là được có thể làm vận động viên bơi thi cho Bà Rịa cũng được nhiều thành tích rất là tốt và cải thiện được rất nhiều sức khỏe cũng như là chiều cao của các em. 11 xã phường của thành phố Bà Rịa đều có trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng. Toàn thành phố có 10 sân bóng đá loại hình 11 người, 47 sân bóng đá mini, 8 sân bi sắt, 4 cụm sân quần vợt. Hạ tầng cơ sở không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu cả vui chơi, giải trí và rèn luyện thi đấu, nên hoạt động văn hóa, thể thao Bà Rịa ngày một nâng tầm. Trên địa bàn thành phố có 57 câu lạc bộ thể thao hoạt động mạnh, thường xuyên. Năm 2019, Bà Rịa cử 915 vận động viên dự 42 giải hội thao cấp tỉnh, cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Theo đó, đoạt 204 huy chương, gồm 60 huy chương vàng, 60 huy chương bạc, 84 huy chương đồng. Ở bộ môn điền kinh, thành phố Bà Rịa có 2 vận động viên được triệu tập vào đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. 8 vận động viên nằm trong đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao của tỉnh. Thưa quý vị, thành phố Bà Rịa đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực để vươn tầm đô thị loại 1, đô thị văn hóa trung tâm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và trong tiến trình phát triển, lĩnh vực văn hóa thể thao là một trong những nền tảng quan trọng để thành phố Bà Rịa hoàn thành các quy chuẩn, các mục tiêu đặt ra. Mà mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Vẫn còn không ít hạn chế tồn tại, còn nhiều việc phải làm, phải tiếp tục hoàn thiện trong tiến trình nâng tầm vị thế trung tâm văn hóa thể thao của tỉnh. Và thành phố Bà Rịa đang nỗ lực cho mục tiêu này. Đến đây thì chương trình địa phương trên đường phát triển với điểm đến là thành phố Bà Rịa xin được phép tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai, thị xã Phú Mỹ là điểm đến tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.